nay mẹ sẽ nấu canh khổ qua người thịt nha con. Thì mẹ mua nửa cái xương nè. Bây giờ trước hết mình làm khổ qua thì con rửa khổ qua, còn mẹ qua mẹ luộc xương sơ nha. Để qua đi nhỏ thịt. Bây giờ luộc xương về con phải luộc sơ nha con. Dạ. Đây nước sôi mẹ đã bắt sẵn rồi. Nước sôi rồi con thấy không? Bỏ mấy cục xương vô. Ủa sao phải luộc nó trước mà? Phải luộc đi con. Thịt bà giờ giống như mình trụng nó vậy, trụng hả? Trụng sơ qua vậy á, nó không có, nó bơ hơi còn nấu nước lèo nó sẽ trong ha. Dạ. Nè con thấy không? À, bỏ vô, bỏ cái vô mà có được ngầu ha. Đó, con đảo hai ba vòng đi rồi con rửa ha. Con thấy vậy mà hơi con bỏ gì con nấu rồi. Không có ngon lành gì hết á ha. Dạ. Rồi, bây giờ để mày rửa đi rồi bắt lên. Trong thời gian mình nấu xương thì bên kia mình nhồi khổ qua. Khổ qua về phải rửa nha con. Rửa qua nước muối nha. Tại vì mình sợ ta xịt tốt từ sâu đồ đó. Con nhớ rồi, ngâm nước muối rửa nha. Ăn nhỏ nhỏ thì ngon là còn bự quá. Đây con ngồi vậy. Rồi bây giờ bắt đầu trộn nha con thịt nè. Mẹ mua nhiêu mấy ký củ qua hả mẹ? Ký mấy á? Bây giờ mình ngồi nhiêu thịt? Bây giờ đây mẹ mua chút nhiều quá, mẹ mua hơn nửa ký thịt. Thì mình ngồi không hết thì ngày mai mình chiên trứng. Mắt mẹ thì nó bị to quá. Mua một lạng rưỡi giò sống nè. Thấy không? Vậy con giờ là nửa ký thịt nữa. Nửa ký thịt với lại lạng rưỡi giò sống. Có giò sống nó mới ngon, người ta thì làm nấm mèo con biết không? Với miếng tàu, nấm rơm với miếng tàu, còn mình không có làm vậy, mình chỉ làm vậy thôi nha. Một người làm một cách, còn mình thì mẹ làm như vậy. Bỏ nêm nếm luôn nha mẹ, bỏ một miếng tiêu nha, giờ sống để cho nó bó cục thịt nó không có rớt. Rồi, nó dai tiêu con nêm ít ít thôi, tại vì hơi cái nồi xương đó con sẽ bắt đầu con nêm khác nữa nha. Dạ. Lấy cho mẹ cái muỗng thôi. Rồi con bỏ miếng đường ha. Miếng đường, miếng bột ngọt, miếng tiêu, miếng muối nha con. Ít muối thôi nha, tại này mình chỉ trộn thôi nha. Ít xíu muối thôi, rồi. Xíu muối thôi. Rồi cũng một miếng bột ngọt thôi, không có nhiều nha. Rồi giờ con trộn lên. Trộn đều lên luôn không mẹ? Trộn đều lên. Rồi khổ qua rửa rồi con ha. Bây giờ mẹ chỉ cắt cái này thôi. Con thấy không? Dạ. Rồi mẹ móc để gì mẹ nhồi cái khổ qua nó sẽ không bị bung. Rớt ra không bị bung. À, con đưa cái đầu muỗng nè. Con thấy không? Con xoay tròn. Mở cái hộp ra. Con thấy sạch không? Đây. Đây để con làm phụ nè. Hổ qua con móc ruột hết rồi, thấy không? Dạ. Bây giờ con nhồi thịt vô nha. Như vậy cái hổ qua nó không có bị, không có lòi ra. Nếu con trẻ nó không bị bể bụng đúng không? Không bị bể bụng. Ngày xưa con thấy người ta làm á, xong nấu lên á, cái hơi nó rớt cục thịt ra. Rớt cục thịt ra ngoài, ai ăn cục thịt, ăn nhất ăn cái vỏ á. Chỉ ăn vậy thôi à. Nó ăn cục thịt. Còn như vậy thì nó cừ, nó vậy sao ăn mẹ. Con rửa tay rồi con nhận nó vô. Như vậy trái khổ qua ngon lắm. Mình ăn nhỏ nhỏ vậy thôi. Còn nếu mà đám giỗ này kia nọ cúng cơm rồi có thì con làm trái khổ qua bự. Con cắt làm hai, thấy không? Yeah. Như vậy con thấy ngon không? Còn mẹ không xài bún tàu với nấm mèo.
nhồi xong rồi đó con ha. Bây giờ nồi xương bên kia nó cũng sôi dữ lắm rồi, giờ mình qua mình thả khổ qua vô. Sơ rồi ha. Giờ mình vớt bọt. Nhớ nha con, xương về là con phải trụng bằng luộc bằng nước sôi sơ nha. Mình đã trụng rồi mà nó còn lên bọt nhiều ghê mẹ ha. Lên bọt vậy đó. Nhưng mà con thấy nước ở trong rồi ha. Chứ nếu mà nãy con để con nấu rồi thôi. Người ta có người nấu bằng củ cải trắng nữa cho nó ngọt nước như nó trong á. Nhưng mà mình nấu xương này thôi. Đó, con thấy nước trong không? Đó, bây giờ là con thả củ qua vô. Thả củ qua nhớ là nước sôi nha con. Nước sôi nè. Thì mẹ nói gì á. Mẹ bỏ vô coi chừng đó. Không, nước nó dần á. Đó. Củ qua Tết cũng nấu, mẹ cũng nấu vậy nè. Nên củ qua Tết mẹ không bỏ mà nấm mèo với con tàu, con biết sao. Con ham tớt, ham lui á. Nó bị lền. Nó lền, không ngon. Nên là mẹ không nấu miếng tàu nữa. Miếng tàu mà nấu ăn trong ngày với con để qua ngày hôm sau rồi thôi nó nở. Không ngon đâu. Con cứ nấu thịt với mộc thôi. Rồi con liêm củ hành vô á. Còn thì... trái nè mẹ ơi, con trái nữa. Mẹ cũng hết rồi ha. Mà hôm qua này mới ăn 2 ngày. Múc cho hoài nữa chứ mình cũng đâu có ăn nhiều đâu. Đó, nước con sôi là con thả vô con thấy hôm qua nó xanh liền rồi thấy không? Ừ. Rồi chút nữa, chút tôi bắt đầu niêm nha, để cho nó sôi nhiều rồi niêm. Dạ. Rồi vớt bọt niêm đi con, ngon chưa? Thơm ăn, quá. Ăn gì nhớ hôm qua Tết rồi. Tết chưa hết á. Con nhớ nha, xương về con phải trụng nước sôi nha, phải luộc sơ nó mới được nha. Dạ. Này con bỏ nửa muỗng muối nè. Dạ. Phải nồi mình nhiều đó. Rồi 2 muỗng đường nha con. Cho mẹ một miếng bột nêm. Miếng bột ngọt nữa. Cái này có dặn nước mắm không ạ? Có chứ không? Phải chút xíu nước mắm cho nó thơm. Nên là tùy theo cách con nấu. Rồi, miếng bột ngọt. Nó có bột ngọt nữa ha. Miếng một miếng nước mắm nữa thôi. Ít thôi, tại vì hơi cái này ăn với nước mắm ớt thôi con. Mình nấu một món nữa là rồi ăn với nước mắm ớt. Mắm mặn á. Rồi mình dọn ra thôi mẹ ơi. À, để mẹ niêm coi vừa chưa đó. Bộ đói bụng rồi sao mà dọn lật đật dữ vậy con. Sáng giờ có ăn gì đâu. Nè con thấy không, củ hoa vậy nó không có lòi thịt ra nữa. Dạ. Thấy chưa. Để nó lòi cục thịt ra là thôi tụi con vớt cục thịt dữ nó dọn. Không có rớt cục thịt ra. Chứ không phải là không có lòi thịt ra. Ngon quá. Rồi chọn đi con. Thơm vừa lắm ngon mà phải vừa đẹp nữa nha con. Múc lên rồi con trang trí nè. Đó, bỏ miếng hành ngò vô. Hành ngò nha. Một miếng tiêu nữa. Rồi, trời nắng quá ăn canh khổ qua cho nó mát thôi con. Nhưng không có cái tội là tại nhồi thịt. Lấy cho mẹ cái muỗng. Canh khổ qua của nhà mình nay mình đã nấu xong rồi đó. À, mời cả nhà có ý kiến gì chia sẻ nha. Rồi mời cả nhà dùng cơm, có gì nhớ đăng ký cho mình nha. Cảm ơn nhiều. Bye.